Trước đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 14 tháng 9 năm 2024, tổ công tác của Công an phường Cống Vị đã tiến hành kiểm tra hành chính phòng cho thuê tại địa chỉ số 48 Phan Kế Bính, đã phát hiện, bắt giữ Phan Bá Trọng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 9 túi ni lông chứa 131,853g methamphetamine, 2 túi ni lông chứa 62,521g ma túy loại ketamine, 1 túi ni lông chứa các viên nén màu xanh là methamphetamine có khối lượng là 35,967g và 1 cân điện tử. Theo hồ sơ, đối tượng đã có 3 tiền án về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện Công an quận Ba Đình đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.